Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé Thì uh, hôm nay mình sẽ uh, lên cái clip hướng dẫn cho các bạn cách nạp thế nào hiệu quả nhất cách thế nào chi tiêu hiệu quả nhất ở uh, kim phiếu ở trong game đối với cơ trò chơi ba quy tốc chiến thì uh, các bạn thấy ở trên cộng đồng thì một số bạn cũng đăng lên nhưng mình thấy khá là nguy hiểm nếu mà các bạn theo cái hướng đó nên hôm nay mình sẽ tối ưu lại cho các bạn một số cái góc nhìn để các bạn uh, nông dân nạp ít ủng hộ cho nhà phát hành có cái hướng chi tiêu hợp lý nhất thứ nhất là về vấn đề gift code ở nạp mốc 50k đây thì cái mốc 50k này thì các bạn để ý giúp mình là uh, khi nào mới hiện ra cái chữ gift code thì các bạn nên nạp hoặc là lâu lâu thì trên page hiện uh, ra những cái sự kiện nạp 20 kim phiếu hay là 30 kim phiếu có gift code thì lúc đó các bạn phải uh, ra page check một tí xem có lịch sự kiện gift code không tiếp theo là cái sự kiện tích nạp nhận quà cũng vậy cái sự kiện tích nạp nhận quà này nó cũng có thời hạn bình thường thì thời hạn sẽ từ một ngày cho đến 2 ngày khá là ngắn nên các bạn phải cân nhắc trong vấn đề ở nên nạp lúc nào thì theo những kinh nghiệm của mình ấy, nếu mà các bạn nạp ít khoảng nạp 500 000 đi các bạn xác định nạp khoảng 500 000 thì các bạn chia ra giúp mình hoặc là các bạn nạp 200 000 thì các bạn chia ra là mỗi ngày các bạn nạp 50 000 thì lúc đó các bạn sẽ tối ưu được cái lượng lượng cốt của các bạn rất là tốt nhé các bạn. Nghĩa là mỗi ngày các bạn nạp 50 000 lấy cái cốt. Nếu mà các bạn tài chính ít thì hàng ngày các bạn cứ nạp 50.000 cứ nạp 50.000 thì cái lượng gift code của các bạn khá là lớn và cái trò chơi này thì gift code ở móc nạp thì khá là ngon nhưng bạn thì uh, tiếp theo nữa mình sẽ sâu cho các bạn về cái móc vip luôn bởi vì một số bạn cũng đang trò tò mò cái này thì mình lấy ở trên một bạn nào trên cộng đồng group ấy mình cũng quên là tên bạn ấy là gì rồi nên có gì bạn xem clip tôi thông cảm giúp mình tí mình cũng không rõ là của bạn nào ấy mình thấy ở trên cộng đồng khá là hiệu quả các bạn có thể thấy là tầng móc vip với một số tiền nạp ví dụ như các bạn mà chơi ổn thì các bạn lên vip 3 nạp khoảng 400.000 nghìn. 400.000 nghìn thì các bạn chia ra khoảng 8 ngày đi đấy 8 ngày thì mỗi ngày các bạn 50.000 thì với với việc là các bạn bỏ ra 400.000 như vậy đấy trong 8 ngày thì các bạn nên mua những cái gì thứ nhất ngày đầu tiên mà nếu mà các bạn mà có điều kiện thì nạp 100.000 hoặc là nạp 50.000 cũng được thì các bạn đầu tiên ngày đầu tiên các bạn điều đầu tiên các bạn mua cho mình là cái gói tăng ISP đấy, ở đây đấy đây cái gói này cái gói này thì sẽ giúp các bạn uh, leo level khá là tốt, nó giá là 74.000, đấy khoảng uh, 74 kim phiếu thôi, 74-75 kim phiếu gì đó, tiếp theo nữa thì cái gói các bạn nên làm chính là cái gói nào thứ nhất là cái gói thẻ VIP các bạn cái thẻ VIP thì nó khá là quan trọng ấy cái thẻ VIP thì nó khá là quan trọng đối với các bạn nhé đây mình sẽ sâu cho các bạn xem cái chỗ thẻ vip luôn đây đặc quyền đây cái thẻ vip tháng thì nó khá là rẻ nó chỉ có mấy chục thôi các bạn mua đi đấy rồi sang ngày thứ hai ngày thứ hai mà khi mà các bạn có điều kiện rồi thì các bạn có thể mua thêm cả gói này nghĩa là cứ mỗi ngày các bạn nạp 50 000 thì các bạn tích khi nào các bạn đủ các bạn mua một hai ba đấy tối thiểu các bạn mua ba cái gói này thì khiến cho các bạn chơi trò chơi rất là ổn định về dài và lâu cái gói vương giả này nó rất là lợi nhé các bạn bởi vì gói gói vương giả này khi mà các bạn tạo mới cái kỳ ngộ ấy thì ba lần chắc chắn là ra nhiệm vụ cam mà theo như mình thấy thì cái nhiệm vụ cam ở kỳ ngộ này nó rất là xịn sò đây là điển hình một cái nhiệm vụ cam mình đang có à, hầu như không có các bạn mình mình vẫn chưa mở ra cái kỳ ngộ cam nghĩa là riêng cái kỳ ngộ tím mà đã ngon như thế này rồi đấy thì các bạn tưởng tượng cái kỳ ngộ cam sẽ ra những cái quả ngon hơn như thế này. Thì nó giúp các bạn à, tối ưu trò chơi rất là tốt. Tiếp theo nữa thì à, với cái ba gói cò này thì chúng ta sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền rồi. Đây, đây là 120 này. Đây 120 nghĩa là khoảng 240 rồi đúng không? 240 thêm cái này mấy chục nữa là thêm khoảng à, à, tính trăm sáu đi. Rồi thêm cái kia nữa là 75.000. Đấy là nó cũng xương xương cũng khá khá rồi. Cũng gần 400.000 rồi đấy các bạn ạ. Đấy, rồi mình điều mà mình không muốn các bạn ấy là chính là các bạn mua những cái gói như thế này có ưu đãi tướng Ờ à, cái gói này đầu thì giá nó chỉ 24.000 thôi nhưng những giá sau là nó sẽ tăng dần các bạn nhé các bạn rút kinh nghiệm giúp bình tí nên các bạn phải cân nhắc khi mà mua cái gói này thứ hai nữa cái gói này nó khá là đắt ví dụ như các bạn tưởng tượng đi Ờ à, các bạn mua cái này thì các bạn sẽ gói ở ngày thứ hai nhé các bạn mất 71.000 các bạn nhận về một con tướng và 150 mảnh nó rất là lãng phí trong khi đó các bạn bỏ 74.000 các bạn có thể mua cho mình cái gói này nó rất là ngon đây mình phải cân nhắc các bạn đây gói quà siêu hót này Đấy các bạn thấy chưa các bạn bỏ 71.000 các bạn mua cái gói này các bạn triệu mua triệu hồi rất là phê 120 vé triệu hồi thì các bạn tưởng tượng ra được bao nhiêu con tướng đúng không đấy hoặc là các bạn mua một cái ấn này chẳng hạn cái ấn này khá là mạnh đây là ấn này có thể tự chọn thuộc tính và kỹ năng này trung cấp và kỹ năng đấy các bạn thấy chưa? được chọn kỹ năng trung cấp nhé mà ấn thì các bạn cũng biết rồi các bạn chơi đến ngày ba các bạn cũng sẽ mà biết được cái vấn đề ấn vậy là cái trò chơi này nếu mà các bạn chơi mà thoải mái các bạn cứ nạp khoảng một triệu ủng hộ nhà phát hành thì các bạn nên mua những cái gói như thế này nó sẽ hiệu quả hơn đấy chúng ta sẽ tập trung vào những cái gói mà có cái ưu đãi về tiểu hồi cao này nhá các bạn đấy thì khi mà nói giai đoạn đầu thì cái vấn đề mà quà ngày ba cũng vậy quà ngày 3 thì các bạn chọn quà thì ví dụ như các bạn đang tập trung chơi phe nào thì các bạn đang thiếu phút thì các bạn chọn ví dụ như hiện tại mình đang chơi tào thật thì mình sẽ chọn tào thật và tướng thì các bạn nên ôn in vào một tướng cho mình nhưng mắt nên là các bạn thấy phe nào nhiều phút thì các bạn có thể ôn in dồn vào một con tướng cam nhé đấy như mình đang ngô mình có lục tốn này mình đang dồn ôn in vào ngục tốn này nhưng mình ngày chết tục nó sẽ có hai góc nhìn một là các bạn chơi theo đam mê ví dụ như mình thích đam mê phe ngụy thì mình sẽ chơi phe ngụy tuy rằng mình có phút rất là ít thì lúc đó mình sẽ lên hơi chậm một chút còn mà nếu mà các bạn nào mà thích phe nào cũng được thì các bạn sẽ nghĩ tới cái việc là các bạn chọn cho mình những cái phe nào mà các bạn thấy nhiều phút giai đoạn đầu tới ngày thứ ba ngày thứ tư thì các bạn có thể bắt đầu xác định được định hình là mình chơi phe gì rồi nhưng các bạn nhớ là chọn con tướng nào mà năm à, sao và ba ẹt nhé <laughs> còn mà về vấn đề thần và ma thì uh, các bạn mà nạp dưới một triệu mà chơi thần và ma thì nó hơi oải một tí về dài nhưng thôi thì tùy các bạn nhé mỗi cách chơi mỗi người có một cách chơi mình cũng không uh, thể áp đặt được các bạn uh, video của mình thì đến đây chắc cũng uh, kết thúc rồi uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình uh, các bạn có thể theo dõi mình qua kênh ký game đấy mình có series về trò chơi này cũng như một số cái mẹo cũng như một cái tip cho các bạn chơi trò chơi tự nên tốt hơn cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại